Sau khi giá vàng SJC được các doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt hạ về dưới 74 triệu đồng một lượng trong sáng 5 tháng 12, chiều nay giá vàng SJC đã leo trở lại 74,42 triệu đồng một lượng, trong khi đó giá vàng nhẫn 4 số 9 tiếp tục giảm. Ghi nhận vào khoảng 16 giờ tại thành phố Hồ Chí Minh, tiệm vàng My Hồng, quận Bình Thạnh đã tăng giá vàng SJC lên 73,2 triệu đồng một lượng mua vào và 74 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán so với đầu giờ sáng. Công ty BNC cũng niêm yết vàng SJC ở mức 73,2 triệu đồng một lượng mua vào và 74,3 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 500.000 đồng ở cả hai chiều mua bán. Cùng thời điểm tại Hà Nội, công ty SJC giao dịch vàng SJC ở mức 73,2 triệu đồng một lượng mua vào và 74,42 triệu đồng một lượng bán ra, cũng tăng 500.000 đồng chiều mua và 550.000 đồng chiều bán so với sáng nay. Trong khi đó, giá vàng nhẫn 4 số 9 tiếp tục giảm so với sáng nay. Cụ thể, công ty SJC báo giá vàng nhẫn 1, 2 và 5 chỉ ở mức 61,15 triệu đồng một lượng mua vào và 62,25 triệu đồng một lượng bán ra, giảm thêm 50.000 đồng một lượng so với buổi sáng.